chào quý cô chú anh chị, con tên Ngon, quê ở Cái Mon, ấp Bình Tây, xã Bình Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay con dẫn cô quý cô chú anh chị ra vườn của con thăm cái cây chùm ruột ngọt nhà con nha, gọi là chùm ruột ngọt chứ thật ra là cái không phải là nó ngọt ngay dạng như là sầu riêng hoặc là nhãn, không phải nó ngọt ngay như vậy, mà nó ngọt là có nghĩa là nó không có chua. Tại vì thường cái chùm ruột á là quý cô chú anh chị biết rồi, khi mình cắn vô là mình không có chịu nổi, là nó rất cực kỳ chua luôn. Còn cái loại này là nó không có vị chua nhưng mà nó có vị chát. Thì cái loại này á thì là mình chấm muối ăn thì nó rất là ngon. Nó có vị chát nha quý cô chú anh chị, và nó rất là dễ làm trái luôn quý cô chú anh chị, thấy không, trái nó rất là nhiều. Khi mà mình để trái nhiều như vậy á, thì cái trái nó của nó rất là nhỏ, cái trái của nó rất là nhỏ. Thì nhìn nó ở đây thì con có cung cấp cây giống chùm ruột, thì cái cây chùm ruột tạm gọi là chùm ruột ngọt nha. Thì cái loại này á, thì là nó khác với chùm ruột chua của mình á, thì là cái lá, cái đọt non của nó màu đỏ nha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị thấy không, lúc mà nó ra thì nó sẽ ra màu đỏ. Thì hiện tại cái giống của con á là cái loại cây ghép, ghép được 7 tháng rồi nha quý cô chú anh chị. Thì tính từ miệng chậu đi lên á, thì nó cao là khoảng là 2 gang tay, tương đương với là 3 đến 4 tấc nha quý cô chú anh chị. Còn cái thân cây á, thì nó cỡ như ngón tay út của con. Thì cây của mình nó rất là khỏe luôn. Thì khi mua về thì quý cô chú anh chị thì cứ trồng bình thường. Cái này là dạng cái cây thân gỗ nên là nếu mà mình trồng trong vùng xốp á, thì cây nó sẽ chậm phát triển. Còn nếu mình trồng đất á, thì cây của mình nó sẽ nhanh phát triển hơn. Cái loại này khi mà ship bưu điện á, thì thường là nó rụng khoảng là 50% lá. Nhưng mà quý cô chú anh chị hãy yên tâm, tại vì cây giống của mình nó khỏe. Nên quý cô chú anh chị hãy khoảng là 10 ngày sau thì cây mình nó sẽ phục hồi lại nha. Đây con quay cận cảnh cho quý cô chú anh chị xem nha. Ở cái trái này thì là mình đã ăn được rồi, bây giờ là không có một miếng muối luôn nè, mà con ăn luôn nha. Mà giờ con mình con quay video nên là không có quay cận cảnh được. Con xin phép con ăn cái trái chùm ruột này nha. Ăn thì nó có vị nó rất là giòn, con nhai rất là giòn luôn. Mà nó không có vị chua nên là nó có vị chát nhiều. Cái loại này thì mình dùng cho quý cô quý chị thì mình ăn với muối thì nó rất là ngon, đặc biệt là quý cô quý chị mà đang mang thai thì ăn cực kỳ ngon luôn. Đây là một cái loại trái cây mà giống như mình có thể tự trồng để mà mình ăn luôn. Còn như mấy anh á thì là trên bàn nhậu thì cũng là rất thích luôn, ăn rất là ngon. Quý cô chú anh chị có nhu cầu đặt hàng về cái cây chùm ruột ngọt này á thì liên hệ với con ở số điện thoại trên màn hình, cho con địa chỉ ấp, xã, huyện, tỉnh, tên và số điện thoại người nhận, con sẽ gửi hàng cho quý cô chú anh chị nha. Còn quý cô chú anh chị mà ở xa thì con cho thì ở gần thì có thể trực tiếp đến địa chỉ nhà của con là ở Cái Mon, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Quý cô chú anh chị đừng quên bấm đăng ký kênh của con để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của con nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ và đồng hành với con. Và đừng quên bấm đăng ký kênh của con để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của con nha cả nhà. Nhân dịp năm mới thì con kính chúc quý cô chú anh chị luôn mạnh khỏe, an khang, vạn sự như ý. Con xin kết thúc video ở đây ạ.